Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Phê Chuyện, và lại là mình Andy đây. Và hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến với cuối con đường, đến với Battle for the Crown. Và không dài dòng hơn nữa, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguồn gốc và sức mạnh của Damian Wayne, Robin cuối cùng. Trước khi đến với Damian thì chúng ta hãy cùng nói qua một chút về Ra's al Ghul và Talia al Ghul, con gái của hắn. Ra's al Ghul hay còn được gọi tắt là Ra's aka Head Demons. Hắn là một trong những kẻ thù vĩ đại nhất của Batman. Lần đầu tiên xuất hiện trong Batman số 232, được tạo ra bởi Dennis O'Neill và Neil Adam. Và là thủ lĩnh của hội League of Assassins, bao gồm những hảo thủ như Bane, Deathstroke, David Kane và những tên sát thủ của mọi mặt khác. Ra có một người con gái tên là Talia al Ghul, người xuất hiện lần đầu trong Detective Comics số 411. Talia và Bruce Wayne gặp được nhau do sự sắp xếp của Ra, để rồi họ sinh ra Damian Wayne. Ở đây, mình sẽ chỉ nói về Damian Wayne ở New Earth, vì đây là cậu bé có liên quan đến sự kiện Battle for the Crown, chứ mình không nói về tất cả các Damian Wayne, thế nên các bạn đừng hiểu lầm nhé. Lần đầu tiên xuất hiện trong Batman Son of the Demon, ra mắt vào tháng 9 năm 1987, được tạo ra bởi Grant Morrison và Andy Kubert. So với các Robin khác, thì Damian có vẻ là người có nền tảng tốt nhất. Bố cậu là The Great Detective, mẹ cậu là con gái của Demon Head. Một ví dụ cụ thể nhất của con ông cháu cha là đây chứ đâu. Vì được sinh ra trong một gia thế khủng như vậy, thế nên nền tảng của cậu nhóc cũng là nổi bật nhất so với các Robin khác. Từ nhỏ cho đến khi 10 tuổi, cậu sống với mẹ mình là Talia và được đào tạo bởi hội sát thủ. Cậu được huấn luyện những kỹ năng chiến đấu điêu luyện, khả năng ám sát và hạ gục con mồi cho một nốt nhạc. Năm 7 tuổi là lần đầu tiên mà Damian được đến gần với Batman. Trong một lần Talia làm nhiệm vụ theo dõi Bruce, cô đã dắt cậu nhóc theo. Và sự kiện đó nằm trong đầu truyện Batman Volume 1, issue số 655. Ngay sang issue số 656, thì khi Batman bị lũ quỷ rơi do Talia điều khiển bắt giữ, đứa con gái của quỷ đã tặng cho anh một món quà bất ngờ khôn xiết. Cô ta nhắc lại cho Bruce về cái đêm hai người họ cùng hòa quyện với nhau dưới ánh trăng sa mạc. Đêm hôm ấy, Bruce Wayne bị đánh thuốc và anh không biết mình đã làm gì. Và đó chính là âm mưu của Ra. Âm mưu tạo ra một chiến binh hoàn hảo để phục vụ cho các âm mưu khác to lớn hơn. Theo lời kể của Talia thì cô đã dạy cho cậu nhóc tất cả những gì mình có thể, và nó cần một người cha để chỉ dạy cho nó nhiều thứ hơn. Và đó là lý do hôm nay Bruce Wayne biết được mình có con. Mà các bạn có tưởng tượng được cảnh hai cha con gặp nhau sẽ như thế nào không? Liệu có phải là những giọt nước mắt hay những cái ôm nồng thắm? Không, nếu thế thì quá bình thường. Mà Batman và những câu chuyện xung quanh anh thì không bao giờ bình thường cả. Lần đầu tiên gặp cha mình, Damian chỉ nói: "Tôi cứ nghĩ là ông phải cao hơn thế này cơ." Trong lúc đó, tay cậu nhóc cầm một thanh katana và chỉ trực chờ xiên ông già mình. Đưa Damian về Batcave, ngỡ rằng việc dạy dỗ thằng nhóc này sẽ dễ dàng. Nhưng không, Damian thực sự là một thằng rất trẻ trâu các bạn ạ. Ngay lần đầu tiên gặp Tim Drake, thằng nhóc đã đánh nhau với Timmy, táng cho anh của mình hộc máu mồm nằm in bất động. Sau đó, lấy bộ quần áo của Jason Todd rồi chạy đến chỗ Batman và tự xưng mình là Robin. Damian sẽ mãi trẻ trâu và phá phách như thế nếu không có một biến cố lớn xảy ra. Trong sự kiện Ra được White Ghost, một đệ tử của hắn, hồi sinh, nhưng hắn ta phải sống dưới một thân xác đang mục nát và thối rữa. Vì thế, Damian Head muốn tìm cho mình một cơ thể trẻ khỏe, mạnh mẽ để hồi sinh cho sức mạnh của hắn. Và trong những người được chọn có cháu ngoại của hắn là Damian Wayne. Ngay khi vừa có ý định bắt Damian thì cậu nhóc đã nhanh chân chạy thoát và trở về được dinh thự nhà Wayne. Sau đó, Ra sai người đến bắt bằng được đứa cháu của mình. Nhưng Damian không cô độc, nhờ có sự trợ giúp của Nightwing và Tim Drake, ba người họ đã giữ lại được mạng sống cho mình. Nhưng không may thay, Tim Drake và Damian đã bị bắt lại, và Ra bắt Batman phải chọn ai là đứa trẻ sẽ bị hắn giết. Tất nhiên, Batman không nỡ để bất kỳ ai phải chết ngày hôm nay. Anh đưa ra một gợi ý về suối nguồn tươi trẻ ở Nanda Parbat và được sự chấp nhận từ phía Ra. Khi Batman đưa Ra lên suối nguồn tươi trẻ thì Damian cùng Tim Drake ở nhà đã tự đột phá vòng vây và giải nguy cho bản thân mình. Cùng thêm sự xuất hiện của Nightwing thì cả nhà Batman đã thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó, khi Batman chết trong sự kiện Batman RIP thì Damian đã bị bỏ lại với sự chăm sóc của Alfred và được huấn luyện bởi người anh cả Nightwing. Nhỏ nhất trong nhà, nhưng Damian cũng rất khỏe. Sức mạnh của cậu không hề tầm thường một chút nào. Cậu ta có thể vừa đu dây vừa bê thêm một người khác, hạ gục một con men bét to lớn, một đấm bửa quai hàm một tên ninja, dùng kiếm chém một bức tượng bằng bê tông như là chém đậu vậy. Hay cục nhất là một quại khiến Tim Drake ngất trên cánh quất. Tốc độ cũng là một điểm nổi trội của Damian. Cậu nhóc có thể né đạn, né lửa từ súng phun lửa, né một mũi tên rồi bắt mũi tên ấy tấn công kẻ địch của mình, hay là dùng tên bắn mà nhanh hơn một gã dùng súng. Tốc độ của Damian còn được thể hiện là khả năng ra đòn nữa.
Trong một lần giao chiến, kẻ địch của cậu đã bị cậu giã cho liên tục vào mồm, không triệt phát nào cả. Sức mạnh tuổi trẻ nghe có vẻ hoa mỹ, nhưng thật ra đơn giản và dễ hiểu nhất, nó là trẻ trâu các bạn ạ. Damien nếu không phải là một tên trẻ trâu nhất trong số những tên trẻ trâu thì chắc chả có ai làm được điều ý đâu. Để mình kể cho các bạn nghe tại sao lại đưa sức trẻ của Damien thành sức mạnh nhé. Trong đầu truyện Teen Titan năm 2016, issue số 1, cậu nhóc 13 tuổi muốn làm bất ngờ với những người anh chị trong đội Teen Titan. Thế nên Damien đã đưa ra một quyết định. Quyết định đó là bắt tất cả các thành viên của Teen Titan về Birdcave. Sau khi bắt toàn đội Teen Titan, bao gồm Kid Flash, Raven, Beast Boy và Starfire, cậu nhóc đã đi cà khịa từng người một, gọi Beast Boy là một cục cứt màu xanh, coi thường sức mạnh kiểm soát trí óc của Raven, bảo Kid Flash chỉ là một thằng nhóc suốt ngày chỉ biết chạy vòng quanh và nói việc đối phó với Starfire là quá dễ dàng. Sau khi cả đội Teen Titan thoát được khỏi xiềng xích của cậu nhóc, đã tẩn cho nó một trận và muốn nhận lại được lời xin lỗi từ Damien, nhưng cậu chủ nhỏ nhà Wayne chỉ nói: "Nếu các người làm việc riêng lẻ thì các người chỉ là một lũ yếu đuối, còn khi các người làm việc với tôi thì các người có thể trở nên mạnh mẽ hơn đấy." Lúc này các thành viên Teen Titan quá bỡ ngỡ và tự hỏi xem thằng nhóc này là ai mà lại ngạo mạn thế. Damien tiếp lời: "Tôi là ai ư? Nghe cho rõ nhá. Tôi là Robin, con trai của Batman, và đây sẽ là đội Teen Titan mới." Và các bạn thấy đấy, đó là cái cách mà Damien tham gia vào biệt đội Teen Titan. Chầu thế thì thua rồi, đỡ làm sao được đây. Các bạn có thấy những đầu chuyện chúng mình kể có hay không? Các bạn có thích phê chuyện đem các đầu chuyện đấy đến với các bạn không? Và các bạn thử nghĩ xem, nếu một ngày các bạn cầm trên tay mình cuốn chuyện mình yêu thích thì cảm giác sẽ như thế nào? Nếu các bạn muốn điều đấy, hãy inbox cho fanpage của phê chuyện. Mình sẽ lấy từ trong túi thần của con Doraemon này ra những cửa chuyện các bạn thích và trao đến tay các bạn. Vậy là chúng ta đã biết tất cả những thông tin cần thiết về bốn Robin chính thức: người anh cả Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake và người em út Damian Wayne. Vậy các bạn thích ai nhất? Các bạn thấy ai xứng đáng để trở thành Batman nhất? Hãy comment phía bên dưới để cho chúng mình biết nhé. Và nếu các bạn thích video này, hãy bấm like và share để ủng hộ cho phê chuyện. Nếu các bạn thích nhìn mặt mình nhiều hơn nữa thì hãy bấm subscribe và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi lần chúng mình ra video mới. Và chào tạm biệt tất cả các bạn.